Bật tay. Sao anh? Phải à? Được chưa? Xèo kiệm mà nó biết xèo. Ngon. Ngon nhỉ? Ngon nhỉ? Gà gì đấy? Cái này có thịt gà. Xin chào những người anh em của tôi trên kênh Trạm Ký Sự. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một món ẩm thực mới vô cùng lạ lẫm. Đối với các bạn, đặc biệt là các bạn vùng thành phố nơi phố thị, chắc chắn một điều rằng các bạn sẽ không biết đến món này đâu. Đến mình cũng còn thấy lạ nữa cơ mà. Ngay bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu về món ăn chính hôm nay nhé. Đã nói là ẩm thực thì tất nhiên, nguyên liệu là điều không thể thiếu. Nguyên liệu của món này rất rất đơn giản, và đây nguyên liệu chính. Chính là em nó, không biết các bạn gọi em nó là gì nữa, nhưng trên mình tiếng dân tộc trên mình gọi em là quả núc nác, hay còn gọi là quả lưỡi bò hơi khó nói tí, có khi gọi là lưỡi bò vì quả này dài như lưỡi bò hay chăng. Chế biến món này thì cũng vô cùng đơn giản thôi, với quả lưỡi bò này thì chúng ta sẽ cần một bếp củi than hồng nhé. Nguyên liệu khi hái về thì để nguyên, không cần sơ chế hay làm sạch gì cả, mà cứ để nguyên rồi ném thẳng vào bếp củi và đốt cháy em nó cho đến khi lớp vỏ bên ngoài cháy đen thành thanh như thế này. Đùa thôi chứ không phải đốt cháy nha. Chúng ta đốt cho đến khi nào lớp vỏ bên ngoài bị cháy và phồng rộp lên, như mình đây là được. Sau một lúc thì đã đốt hết số quả lưỡi bò mà mình kiếm được rồi. Này, đốt xong rồi giờ mang đi vệ sinh cho sạch sẽ nào. Lúc này dùng dao nhé, cạo sạch lớp vỏ mà chúng ta đã đốt cho cháy đen lúc trước, mà phải lưu ý cạo mình lớp vỏ mỏng thôi nhé, và không được cạo sạch đâu nhé, cạo sao cho vẫn còn chút ít vỏ sót lại như mình đây, như vậy thì mới giữ được hương vị của món ăn. Sau một lúc thì đây là thành quả. Cạo sạch rồi thì mang đi thái sợi nhỏ vừa ăn. Nhớ là chỉ cạo lớp vỏ và không mang rửa nhé các bạn. Điểm đặc biệt là ở đây. Đem quả đi đốt xong cạo vỏ thôi, không rửa lại bằng nước. Rửa qua nước là hỏng hết món ăn nha. Bây giờ thì hãy thái sợi cho vừa ăn. Thái như các bạn làm nộm ý, cắt sợi vừa ăn theo chiều ngang nhé. Bây giờ, trong lúc chờ đợi thái quả lưỡi bò thì chúng ta sẽ kiếm ít rau thơm nhé. Rau thơm thì đơn giản thôi, bạn có những loại rau gì thì cứ tổng hết vào đây, thái sợi nhỏ hay thái lát cũng được. Tiếp theo nguyên liệu không thể thiếu, chuẩn bị vừng và rang thơm lên, giã nhuyễn, thêm chút lạc rang chín và đập dập, sau đó trộn tất cả vào với nhau. Nào là rau, nào là quả, nào là lạc, vừng, trộn đều tất cả lại với nhau, sau đó cho nước mắm, mì chính đảo đều. Cuối cùng vắt vào đây, nước cốt chanh, cho vào mấy quả ớt tùy khả năng ăn cay của các bạn. Trộn đều lần nữa cho thấm gia vị và cho ra đĩa thôi nào. Còn chần chờ gì nữa, mời anh em thưởng thức cùng mình nhé. À, nhân tiện hôm nay nhà có cỗ, mời anh em cùng chiêm ngưỡi mâm cỗ đơn giản của người dân tộc Mường, nơi mảnh đất Cẩm Thủy, Thanh Hóa luôn nhé. Món chính thì xong rồi, mời anh em chiêm ngưỡng thêm những món khác cũng góp mặt trong bữa cơm ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video. Mời cả nhà ăn cỗ cùng mình nhé.